Hai các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Đinh Lăng Food and Horror trong chương trình kể chuyện ma của Tân ngày hôm nay nha. Thì câu chuyện ngày hôm nay được kể trong một buổi gọi là tương đối là thời tiết đẹp, không có mưa gió như mấy bữa trước. Thì Tân tranh thủ trời nắng, Tân kể cho các bạn nghe câu chuyện cuối tuần. Thì câu chuyện này rất là đặc biệt. Câu chuyện này là do ekip sưu tầm trong những cái ngày tháng mà ekip đi tìm những câu chuyện tâm linh ở khắp nơi. Thì phải nói về cái thời mà xưa, Tân không xác định được cái năm, tại cái người kể câu chuyện này họ cũng không có rõ ràng về năm tháng cho lắm. Nhưng mà họ nói là cái thời xưa khoảng từ năm 90 đến năm 2000. Thì có một cái ông đó, ông tên là Trần Cường. Thì ổng có con hơi muộn. Hình như là ổng 50 tuổi, thì con ổng lúc đó là khoảng 15 tuổi, thì mình tính ra là khoảng 35 tuổi ổng mới có con. Thì đối với lại người thời xưa đó, như vậy là cũng tương đối muộn. Muộn đây không phải là muộn cho ổng mà là muộn cho vợ ổng, bởi vợ ổng cũng gần chạc chạc cái tuổi của ổng. Thì người ta nói là phụ nữ mà qua 35 hay là 40 đó, sinh con nó không có tốt. Thì lúc bấy giờ là ổng 50 tuổi rồi, thì cái đứa con ổng 15 tuổi nhưng mà không được ăn học đến nơi đến chốn. Nhưng mà nó là người rất thông minh và rất là ngoan. Tuy không ăn học đến nơi đến chốn nhưng mà qua những cái lớp học tình thương, những cái lớp học mà bổ túc, mà học nghề, học chung con chữ, tính toán thì nó học rất là giỏi. Cho nên là sớm gì người ta rất là hy vọng nó sau này lo được cho ông Trần Cường với lại vợ ổng. Thì năm 15 tuổi nó đã đi làm rồi các bạn. Nó đi làm, nó được người ta giới thiệu là làm cái công việc là sửa máy tàu. Thì người ta ngày xưa người ta sửa cái máy ghe đó, mấy cái máy tàu, thì nó đi sửa cái đó. Thì nhà của nó là nhà ven sông, nhà là nhà của ông Trần Cường là ở ven sông, cho nên là cái phương tiện đi lại á, của nó là đi bằng con đường thuyền, đường ghe. Thì do nó là người tử tế, nó 15 tuổi thôi, nó tử tế, nó dễ thương lắm, thì nó mới đi nhờ cái ghe hàng của hai vợ chồng để mà đi ra cái chỗ làm. Thì ông Trần Cường đi lụm dây chai, còn vợ là ở nhà không có làm gì hết, giống như sức khỏe bà cũng yếu, bà không có tham gia lao động được. Thì hai người đàn ông trong nhà lao động. Thì nói thực sự ra đồng lương của đứa con 15 tuổi là đồng lương chính, bởi vì nó rất là giỏi, nó sửa máy được tiền bo, được tiền thời đó cũng khá là nhiều. Thì lúc đó là một cái dịp là tầm chiều tối nó mới đi làm các bạn, bởi vì cái cảng mà nơi nó sửa cái máy thuyền đó, thì cái cảng đó buổi sáng nó tấp nập, không có thể nào mà mình bưng đồ bưng đạt ra mình sửa được. Chỉ có ban đêm khi mà cái cảng nó vắng người thì người ta mới bưng những cái máy thuyền lên cho nó sửa thôi. Thì lúc đó là nó đi làm, thường là làm vào buổi khuya đến sáng. Thì tầm xế chiều bữa đó ông Trần Cường ông không đi lụm dây chai, ông ở nhà sớm giền cũng qua làm một hai chung rượu. Thì có mời nó mới nói là con không uống rượu bia đâu, tại vì con phải đi làm, nhất thứ hai là con không thích cái thứ này, tại con phải chuẩn bị cho mình một cái tinh thần tốt để mà con lo cho ba mẹ sau này, để ba mẹ của con khó khăn quá. Thì nói đến đây là sớm diện ai ta cũng thương á, bởi vì người ta thấy cái thằng này nó còn nhỏ mà nó lại có cái ý thức, nó thương cha thương mẹ, nó ý thức đi làm, nó giữ gìn sức khỏe của nó là người ta khoái lắm, với lại cũng học giỏi nữa, học rộng nữa, mà biết sửa máy tàu mà mới 15 tuổi mà sửa gần như là lên thợ chính. Thì lúc đó là nó mới quay qua, nó ai nói gì đó, ai khen gì đó, nó mới quay qua nó nói với lại ông Trần Cường đó là ba mẹ yên tâm đi, dẫu gì gì thì con cũng sẽ lo cho ba mẹ. Trăm tuổi già thì lúc đó con mới an tâm để mà con lấy vợ rồi con mới sống cho bản thân mình được một chút, tại con sống cho ba mẹ trước. Thì ông quay qua, ông nhìn nó, ông cười, ông nói thôi mày cứ lo mày sống cho bản thân mày đi. Cha mẹ là cũng nói vậy hết bạn, mặc dù trong lòng rất là mát dạ. Thì nó mới đi nhờ ghe của hai vợ chồng bán tạp hóa ở trên sông đó, để mà đi ra cái chỗ mà nó làm. Thì cái bữa hôm đó đó, cái cảng mà nơi nó làm thì lại có đãi tiệc, cho nên là người ta mượn cái khu đất mà đúng ra là mang những cái máy nó lên sửa. Thì người ta mượn cái khu đất đó để người ta đặt bàn,
Đó. Thì ban giám đốc, ban quản trị đồ của cái công ty đó, người ta tới nó ăn tiệc. Cho nên là nó phải cập qua cái bến phụ. Bến phụ thì nó xa hơn một chút xíu với lại cái cảng chính. Thì cái bến phụ đó là một cái nơi mà ít ai có thể mà gọi là đến đó lắm. Tại vì nó đi bằng đường sông thôi, đường bộ là hoàn toàn vô không được. Xung quanh tứ bề là đầm lầy với lại sông ngòi thôi. Thì do hồi xưa là cái thời Pháp người ta có xây cái cầu. Thì người ta cũng không biết xây cầu làm cái gì mà nó đã từng bị mìn nổ. Đâm ra làm cái mặt, hai mặt bên kia cầu. Nó còn cái khoảng đất. Nó vừa là cái cầu, nó vừa là cái bến. Đó, nó còn cái khoảng đất nhô ra phía sông. Còn ở giữa nó đứt đoạn hết rồi. Thì người ta kêu nó qua bên bến phụ đi. À, thì máy thuyền đưa qua bên đó. Thì nó mới được hai vợ chồng mà bán tạp hóa đó, trên ghe đó, mới đưa nó qua bên đó. Thì qua bên đó thì cái nước nó cạn, cho nên mình muốn đi lên cái bến đó là mình phải bám theo cái dọc cầu thang mình leo lên. Còn ở cái cảng chính thì nước nó cao, mình chỉ cần nhảy qua cái là xong. Còn bên đây nó cũ rồi, à, phải leo lên cái cầu thang gỗ. Thì khi mà nó leo lên cái cầu thang gỗ đó, nó đang leo lên để mà nó chuẩn bị nó leo lên thì còn một bậc cuối cùng nữa thôi. Thì cũng chính vì vậy mà hai vợ chồng bán tạp hóa mà đi ghe cho nó nhờ đó, người ta mới dè cái ghe của người ta ra để người ta đi. Tại vì thứ nhất là người ta cũng cho đi nhờ, mà hồi xưa ai cũng khó khăn hết, tiền dầu tiền xăng máy này nọ nó tương đối tốn tiền. Mà bữa nay là đi từ cảng chính qua cảng phụ thì cũng mất một khoản đổi, cho nên là sẵn người ta cũng muốn đi về. Chứ ban đêm ban hôm mà đi tàu thuyền đó thì người ta cũng sợ, tại người ta thuyền nhỏ. Thì cái ghe nó vừa trôi ra là thằng nhỏ nó bị hụt chân. Bị hụt chân là cũng do cái bến nó cũ quá rồi. Và thủy triều lên xuống thì nước nó làm rêu phong, nó bám vô cái cầu thang. Thì nhỏ nó té xuống cái bờ sình đó, thì xui cái là nó bị cái cọc thép nó đâm vô cổ chết. Mà nó chết dính ở ngay cọc thép đó luôn. Thì hai vợ chồng chèo ghe thấy, và những cái người làm chung người ta cũng thấy. Nhưng mà người ta không thể cứu nó được. Tại cái vị trí nó té là vị trí cạn, mà sình là sình lún. Là sình nó lún, cho nên là cái ghe của hai vợ chồng tập quá là tuyệt đối không có tấp vô được. Mà nhảy xuống là nhiều khi còn mang họa. Còn ở trên mà nhảy xuống thì nó lún một khúc luôn. À, mà ở dưới nó là miễn chai thép cọc tre, người ta quăng ở dưới đó bạn. Ta quăng ở dưới nó bị đâm trúng cổ nó chết. Thì lúc này là người ta phải đi báo chính quyền để mà vô cứu nó. Mà như ban đầu Tân nói rồi, đi là chỉ có đi đường thủy thôi, đường bộ là vô không được. Mà thời điểm đó là trời cũng đã nhá nhem rồi. Trời đã nhá nhem rồi. Thì cũng chính vì vậy mà không có thể nào mà vô cứu nó kịp lúc. Mà nó đã chết ngay lúc đó luôn rồi. Máu ra nhiều quá thì không thể nào vô được. Thì hai vợ chồng tập quá đó là nhanh chóng là người ta đi về nhà của nó, người ta báo hung tin. Còn những anh em thợ thuyền ở lại thì người ta đợi chính quyền vô người ta giúp. Thì khi mà hai vợ chồng tập quá về báo tin thì ông Trần Cường là ba của thằng nhóc đó là nhảy lên ghe liền, mà kêu mẹ nó ở nhà đợi tin đi, là sắp xếp đi đó, chứ còn đừng có đi theo, mất công là bà yếu bà xỉu. Thì chở ông Trần Cường ra thì nước lại dâng lên mà. Nước nó dâng lên thì nó lấp qua cái xác của thằng nhỏ đó. Thì cái công tác điều tra của người ta xuống đến nơi thì cũng đã qua một thời gian rồi. Thì người ta mò cả đêm không thấy được xác nó. Mặc dù ai cũng nói là xác nó dính vô cái cọc thép, nó chết ở dưới. Nhưng mà mò thì không thấy. Và từ đó là nó mất xác. Được xác định là mất xác và chết do tai nạn. Thì hai vợ chồng ông Trần Cường sống như vậy mà phải nói là đau khổ, mà con mình nó chết trẻ, mà có một đứa con duy nhất mà sanh muộn nữa, bây giờ sanh đâu được nữa đó, mà mất rồi thì không tìm được xác đó. Thì ông Trần Cường ổng cứ vậy mà ổng nuôi vợ ổng, là mẹ của con nhỏ đó. Ổng nuôi vợ ổng thì ổng lụm dây chai. Thì khoảng 25 năm sau, 25 năm sau thì vào cái thời điểm đó là ổng cũng đã 75 tuổi rồi, mà ổng vẫn phải đạp xe để mà ổng lo cho bả. Bả lúc này là bị bệnh đãng trí, bệnh người già. Bả đãng trí là cộng với lại suy sụp buồn một thời gian dài.
gia đình không có còn gì là vui nữa khi mà cái núm ruột của mình nó chết có trẻ quá, kẻ đầu bạc mà tiễn kẻ đầu xanh. Thì cái ngày hôm đó tự nhiên bà té bật ngửa ra, bà xỉu. Thì người ta mới đưa bà vô bệnh viện. Vô bệnh viện thì sau khi chụp khám xong nó đã mắc miếng nợ rồi, tại hai vợ chồng không bảo hiểm gì hết, vô là mắc nợ để mà chụp rồi tiền viện phí đó. Thì bác sĩ nói là bà bị một cái u nó chèn lên dây thần kinh mà là u lành, nó không có nguy hiểm mà nó chèn gần hay là chèn lên gì đó, mà bây giờ bỏ cái kinh phí ra để mổ liền đó, thì bà không sao, còn không là ảnh hưởng rất là lớn. Mà cái kinh phí đó thì nó không hề nhỏ đối với một cái người mà cuộc sống người ta cuộc sống gian xong đi lụm ve chai, mà lao động chính là ổng, một người đàn ông 75 tuổi thì không thể nào mà ổng cam được cái tiền đó hết, mà mượn số tiền đó là chắc chắn là không có thời không thể trả được rồi, không ai cho mượn tại tuổi hai người đã lớn rồi. Thì khi mà nghe đến đây thì bà buồn, bà lại đâm ra bà suy sụp, bà xỉu ngay đó. Thì người ta buộc phải đưa vô phòng cho nằm, thì hai vợ chồng cứ vậy xính dính nhau nằm. Thì tự nhiên bạn có một cái người bác sĩ, thì ông này cũng lớn rồi, lúc đó ông cũng ba mươi mấy tuổi rồi, ông mới đi vô. Ông vô thì ông mới khám cho bà vợ của ông Trần Cường, thì ông mới nói rằng là mẹ yên tâm đi, con sẽ bỏ tiền mổ cho mẹ, ba yên tâm đi. Ông quay qua ông nhìn Trần Cường kêu ba yên tâm đi, ba mẹ yên tâm. Thì ông đi ra ngoài. Thì bản thân những y tá đó người ta cũng thấy lạ, nhưng mà riêng cái kiểu ông Trần Cường cái vợ thì lúc đó cũng bối rối, nghĩ là cái kiểu mà người trẻ thường kêu người già là bố là mẹ là u, cũng như Tân hay đi vô mấy cái quán cơm từng gặp mấy chú nào lớn tuổi kêu bố cho con dĩa cơm hoặc là mẹ, ăn quen đó, mẹ mẹ hai mẹ ba đâu ngoài đường thôi, không có chung máu mủ. Thì ông này ông cũng nghĩ vậy, tại cái xóm lao động thường người ta kêu người già là vậy. Thì bác sĩ này sau khi ông nói vậy xong đó, bản thân ông bước ra ông cũng bần thần, ông cũng không hiểu tại sao ông lại nói vậy. Thì ông ra băng ghế đá bệnh viện ông ngồi, ông ngồi ông có nhìn về một hướng, mà ông cầm cái hồ sơ bệnh án ông có nhìn ngoài, ông không có nhìn vô cái phòng của ông Trần Cường mà ông có nhìn xa xăm suy nghĩ gì đó. Thì lúc này là ông Trần Cường ông mới nhìn thấy, thì ông đoán hờm hờm là chắc là cái người bác sĩ này là chẩn đoán sai bệnh, vợ mình không phải là nhẹ đâu, mà có thể là có vấn đề đó, bác sĩ mới ra đó ngồi. Ông sợ vợ ông mất các bạn, ông mới từ từ ông đi ra ông nói chú, thì tụi tôi sống đến giờ này tụi tôi cũng không có thiết tha gì nữa, thì chú cứ nói thiệt đi, vợ tôi sống được bao lâu, có phải là cái chuyện vợ tôi nó nặng hơn những gì mà mấy chú nói hay không, bị ông sợ bác sĩ đoán nhầm bệnh đó. Thì cái anh bác sĩ nên mới quay qua mới nói rằng là không có đâu, ba yên tâm đi, chỉ là con mượn xác của người bác sĩ này, con nói chuyện với ba nó, con là con của ba nè. Thì ông Trần Cường ông hoảng hồn, sao tự nhiên bác sĩ nói gì kỳ vậy, nó không có đâu, con mượn xác anh này lâu rồi mà con không có nhớ đường về, cho nên bữa nay là con mới nhìn thấy cái ba mẹ vô đó, con mừng quá con mới vô con chữa, con giữ đúng cái lời hứa của con là con lo được cho ba mẹ đến 100 tuổi già con mới đi đầu thai được. Thì ông Trần Cường mới hỏi vậy, ông hỏi liền cái lúc đó là tại sao con chết, tại ông không có tin ông bác sĩ đó là hồn con ổng, cái chuyện nó quá là phi lý đi, ông con chết dưới sông, ông bác sĩ thì không quen biết gì mình hết. Thì ông bác sĩ nó mới nói rằng là cái thằng đó nó nhập hồn ổng đó, nó mới nói là con chết do tai nạn dưới sông, nhưng mà không có tìm được xác, xác con nằm ở trong cái dòng sông đó đó. Thì nói đến đây là ông biết là hồn con ổng là ổng khóc mếu máu, ông khóc ổng cũng xỉu luôn, có nghĩa là vợ vợ thì xỉu, ông cũng xỉu luôn, thì mới đưa vô cấp cứu luôn hai vợ chồng, tại sốc quá, sốc một cái chuyện mà cả cả đời người 75 tuổi mới thấy được cái chuyện kỳ cục vậy đó. Thì cái người bác sĩ này chữa hết cho hai người này, tiền viện phí rồi trả xong xuôi hết. Thì cái ngày đó là cả hai khỏe, đặc biệt là vợ của ông Trần Cường khỏe mới ra ôm bác sĩ, mới kêu là con về ở với ba mẹ đi, hình hài nào thì cũng là con của ba mẹ. Thì người bác sĩ nói là tôi không phải con của ông bà, cái chuyện này rất là khó giải thích,
Thì bây giờ ông bà làm cái hồ sơ xuất viện tôi trả tiền hết rồi. Thì một ngày đó tôi sẽ dòng qua bên nhà, tôi sẽ kể đầu đuôi cho ông bà hiểu, để ông bà biết được rằng là con ông bà không phải là tôi. Thế nên bây giờ là một người khác, không còn là cái đứa con nữa, không còn là cái thằng mà đã chết dưới sông nữa. Thì hai ông bà này về mới kể cho chòm sớm nghe, thì người ta thấy chuyện ly kỳ quá. Mà cái chuyện này là đáng tin, là tại vì cái người xa kẻ lạ mà bỏ tiền cứu cả hai vợ chồng, mà một người không hề quen biết, mà nhà của ông Trần Cường thì khó khăn. Ngay cả bệnh viện nó cũng hiểu tại sao cái ông bác sĩ này làm vậy, ta cũng hiểu luôn. Thì xong xuôi hết tất cả mọi thứ, thì đúng cái ngày đó là cái ngày mà thằng nhóc nó chết, nó lấy cái ngày nó mất đó để làm cái ngày giỗ nó. Thì lúc đó là mới qua vị bác sĩ này qua chòm sớm ta ngồi ta nghe. Thì vị bác sĩ này nói là cái ngày này đó, nhưng mà là sau đó một ngày, ví dụ như ngày 1 tháng tháng 1 thì là ngày 2 tháng 1 là sau đó một ngày. Thì ngày đó là ông bác sĩ này đó là có người thân mất, là đi thiêu và muốn rải cốt ở ngoài sông Sài Gòn, thì mới ra đó rải. Thì khi ra đó rải thì do cái gió ngược, thì cái cốt á, cái tro đó nó giăng trúng ổng, thì ổng mới té bật ngửa xuống dưới sông. Thì ông bác sĩ này không biết bơi, cho nên khi té xuống một cái là chới giới, mà nước nó tràn vô cái cơ thể ổng liền. Ổng chới giới, ổng tưởng ổng chết rồi, thì ổng có trong cái tích tắc ổng có đạp trúng một ai đó 3 lần, và nhờ đạp trúng ai đó 3 lần như vậy thì ổng mới roi lên được, ổng mới ngôi lên được, người ta mới cứu được ổng. Thì cũng trong cái khoảnh khắc tích tắc đó, thì lần thứ ba ổng có nhìn thấy cái người đó là người đã chết, là một thanh niên còn nhỏ mà mặt trắng bệch hết. Ổng thấy rất là rõ cái dòng máu rỉ ra từ cổ. Thì ổng khi mà ổng lên bờ, ổng mới nói rằng là ổng đạp trúng xác người, ổng đạp trúng xác của một cái người nào đó ở dưới cái lòng sông này. Thì ổng nói, khi ổng nói ra cái điều đó thì cơ quan chức năng thời điểm đó người ta mới xuống mò, thì mò được cái xác của em đó, là con của ông Trần Cường, là mò được lúc đó. Nhưng do cái địa lý của hai bên nó khác nhau, cùng một dòng sông mà địa lý khác nhau, cho nên hai cái vụ này nó không được thông tin cho nhau. Chỉ là nghĩ một cái người bị tai nạn chết thôi, và cái hồ sơ đóng lại. Cái hồ sơ điều tra không ra được nhân thân, không giấy tờ tùy thân, thì cơ quan chức năng Sài Gòn ta đóng lại. Thì khi mà họ đóng cái hồ sơ đó lại đó, thì cái vị bác sĩ này nè mang ơn cái việc là đạp trúng cái xác đó 3 lần thì mới cứu được mạng mình, mới vô đề nghị đó là xin phép được an táng, là thiêu và để cốt lên chùa. Nhưng mà cũng từ giây phút đó cái vị bác sĩ này bị cái hồn ma của anh này nhập vô cơ thể, ra vô liên tục, ra vô liên tục. Tuy nó không hại, nó không làm điều gì bậy hết, nhưng mà nó cũng không có nhớ được nhà nó ở đâu để về. Mỗi lần nó nhập vô là nó buồn, nó nhớ cha nhớ mẹ, nó nhớ ông Trần Cường đó. Rồi dần dần là cái vị bác sĩ này mới đi lên Phật đó, đi theo Phật, đi theo chùa đó, thì người ta mới hướng, thì cái xác, cái hồn nó không nhập nữa. Mà cái vị mà cao tăng mà giúp cho người bác sĩ mới nói là nó đợi một cái nhân duyên, một cái lời hứa nó còn dính lại ở phàm trần thì nó mới chịu đi đầu thai. Cho nên bây giờ cái xác này nó không có chịu đầu thai đâu. Thì cái người bác sĩ này không biết nó hứa cái gì mà nó nhập vô xác mình hoài, cái nhân duyên đó các bạn, nó cứ nhập vô xác mình hoài. Thì sau đó một cái thời gian dài đó, đến khi mà gặp được ông Trần Cường bệnh, thì tự nhiên cái hồn nó thấy ba mẹ nó. Cái nhân duyên lúc đó thấy ba mẹ nó mới nhập cho người bác sĩ đó, để mà nó nói cái câu đó. Thì cái người bác sĩ đó trả ơn luôn bạn, trả ơn bằng cách cứu cha mẹ người đã cứu mạng mình năm xưa, nhờ cái xác nó mình đạp vô được 3 lần mà mình ngôi lên được mặt mặt nước, ta cứu mình. Các bạn thấy chuyện ma rất là ly kỳ. Nhưng mà sau cái lần đó thì cái cậu đó có xuất hiện lần cuối cùng trong nhà vị bác sĩ này, và nói rằng là mình đi đầu thai, thì mình đã giữ cái lời hứa cha mẹ, mình đã cứu được ba mẹ mình lúc 100 tuổi già, thì giờ mình đi đầu thai. Thì cái người đó đi đầu thai rồi, vài vị bác sĩ này mới chở ông Trần Cường với vợ tới cái chùa nơi để cái cốt của con mình đó, mới nhìn. Thì lúc đó mới dán được cái hình mà ngày xưa lên cái cốt đó, mới biết tên tuổi năm sinh và năm mất. Một cái nhân duyên rất là kỳ lạ của con người bình thường với lại thế giới người âm.
Tại vì do tình hình địa lý hai bên, hai cái vụ án này nó không có được thông báo, thông báo cho nhau. Mà cái xác trên đường nó trôi là nó trôi đi ra một cái chỗ khác. Là do thủy triều lên bấn cái xác đi ra một cái chỗ khác. Vậy mà trên đường nó trôi lang bạc kỳ hồ, nó cứu mạng được ông bác sĩ này. Để rồi sau đó nó nhập xác ổng, nó đợi cái cơ hội. Nhưng phải để hại người, cũng phải hại gia đình người ta. Nó đợi cơ hội ba mẹ nó trăm tuổi già đó, nó mượn cái cơ ngơi, nó mượn cái phước đức năm đó, nó cứu bác sĩ này để cứu ba mẹ nó. Thì khi nó làm được cái chuyện đó rồi, nó không còn vướng bận cái hồng trần nữa, nó đi đầu thai. Một cái câu chuyện mà thật sự ra nó cái duyên nó rất là lạ, nhưng mà nó lại xảy ra trong cái cuộc sống bình thường, nó lại xảy ra. Thì hôm nay mới có cái nhân dịp tôi kể cho các bạn nghe những cái câu chuyện như vậy. Bởi những câu chuyện như vậy thường nó không phải là chuyện dài, nó là một cái câu chuyện ngắn thôi, nhưng mà nó kể nhiều cái sự kiện gặp người âm kỳ lạ mà ekip đã sưu tầm được mà kể về cho các bạn. Thì các bạn thấy sao về câu chuyện ngày hôm nay? Cho Tân biết trong phần bình luận. Nếu thích nhớ like, share và subscribe để kênh YouTube của Tân đến với nhiều người hơn. Bây giờ thì bye bye. Hẹn lại các bạn với câu chuyện lần sau. Bye bye.